Thanh Tùng Hàng Bãi xin kính chào tất cả các bác yêu audio trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em lại làm video gửi đến các bác những con âm ly mặt trắng của dòng Pioneer này, của những con Pioneer. Đấy, chất âm hay mà tầm tiền thì cũng rất là bình dân. Và hôm nay em có giới thiệu thêm một chút xíu là rất là nhiều bác hỏi em là nắp lưng của âm ly liệu có đẹp hay không. Đấy, liệu có đẹp hay không. Em dám cam kết với các bác là đẹp 100% luôn. Đây các bác cùng ngắm này, hôm nay em khui ra và cũng làm video gửi cho các bác những cái nắp lưng này. Còn rất là đẹp, tình trạng âm ly thì mặt mũi đẹp và nắp lưng thì cũng bao xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, không có một vết rung rỉ. Đấy, 9 sản phẩm đến từ dòng Pioneer, mặt trắng nguyên 100% các bác nhá. Và tiếp quấy là em sẽ giới thiệu thêm với các bác một con âm ly đến từ hãng Sansui. Model của nó là 8080DB, đấy chỉ trên 30 triệu một chút ạ. Trên 30 triệu một chút, các bác xem và tham khảo. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ ngay cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và xem video của em cũng cho em Tùng nút like, nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em. Và cũng không để các bác chờ lâu, em xin đi vào chi tiết từng sản phẩm. Đầu tiên là một con Pioneer này, model của nó là A006 các bác nhá. A006 này, mặt mũi thì bao đẹp cho các bác luôn, mặt mũi thì bao đẹp cho các bác nhá. Tình trạng thì em đã test và hoạt động bình thường, ruột gan bao zin 100%, chưa có một vết hàn tại Việt Nam này. Đấy, đánh cho AB và đánh cho cả A và B, các bác cùng tham khảo ạ. Mặt mũi thì rất là đẹp luôn này, các bác cùng ngắm ạ. Em quay rất chi tiết. Đấy, các bác cùng tham khảo những con âm đi mặt mũi bao đẹp xuất sắc luôn. Đấy, đánh cho AB và đánh cho cả A và B. Và em quay ruột gan này, các bác cùng ngắm này, ruột gan. Những cái dây cáp bẹ các bác cùng ngắm này, còn rất chi là mới luôn. Chất âm thì cực kỳ hay cho những con âm ni này. Chơi cho 8 con sò than các bác nhá. Mỗi bên 4 con này, 8 con sò than, nguyên zin nguyên bản 100%, một cục tăng phô rất là lớn và 4 tụ lọc nguồn. Đấy. Chất âm cực kỳ hay, mền vỉ thì bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, các bác cùng ngắm những cái dây cáp bẹ này, chỉ lau dọn vệ sinh đi một chút thôi là bao cho các bác như mới luôn. Đấy. Sassy các bác cùng ngắm này, sassy 7 màu. Đấy, không có một vết rôm rỉ nào. Đấy, em quay rất chi tiết và tả rất cũng rất chi tiết cho các bác nhé. Đấy, cho nên các bác là đừng nói em là giới thiệu dài dòng. Đấy, nhiều bác rất là hay nói em là giới thiệu dài dòng, nhưng mà em đây tả rất là chi tiết cho các bác từ khung sassy của máy này, còn rất là mới luôn. Đấy, và em quay tiếp tuyến hậu ạ. Các bác cùng ngắm tuyến hậu này, tuyến hậu còn rất chi là mới, đẹp miễn bàn luôn. Các bác cùng ngắm những cái chân loa này. Đấy, còn rất là đẹp ạ, chưa có một tí bụi nào luôn. Model của nó là Pioneer A006, điện 100V, công suất là 190W các bác nhá. Made in Japan. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 ohm đến 16 ohm các bác nhá. Rất là dễ kiểm soát luôn. Và em quay lại này, các bác cùng ngắm này, những cục tăng phô còn rất là mới luôn đấy ạ. Mền vỉ thì bao đẹp xuất sắc, mặt mũi thì bao cho các bác không một vết chảy xước, không một vết chảy xước các bác nhá. Đánh AB và đánh cho A và B có công suất là 190W. Các bác cũng có thể kẹp vang karaoke gia đình tốt những con này rồi. Và em quay lại này và báo giá cho các bác con Pioneer A006, mặt mũi bao đẹp, ruột gan bao zin, tình trạng thì đang hoạt động bình thường. Một mức giá là 3.500.000, 3.500.000. Các bác xem và tham khảo ạ. Tầm tiền rất là bình dân, chất âm những con này rất là hay đấy các bác. Và tiếp tục là một bộ combo này, hai món của Pioneer 8800 Nam Mã các bác nhé. 8800 Nam Mã này. Và ở dưới là một con Tuner TX 8800 Nam Mã. Mặt mũi thì cũng bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này. Không có một vết chảy xước nhá. Đấy, những cái nút vernum còn rất là sáng bóng luôn. Đấy, em chưa có lau dọn vệ sinh gì, nhưng mà lau dọn vệ sinh đi thì cũng bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đánh cho AB và đánh cho cả A và B các bác nhá. Có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này. Đấy, các bác cùng ngắm ạ, những cái nút và những cái mặt mũi của con âm đi còn rất là đẹp luôn. Đấy, không có một vết chảy xước. Và em quay cái nắp lưng này, các bác cùng ngắm nắp lưng này. Sassy còn rất là đẹp nhá. Đây này, quay qua video thì các bác nhìn nó rất là không đẹp, nhưng mà em dám cam kết với các bác là bao đẹp xuất sắc luôn. Và dưới là một con Tuner này. Các bác cùng ngắm này, một con Tuner. Đấy, cũng rất là đẹp. Còn nguyên hai tờ giấy khai sinh các bác nhá. Còn nguyên tờ giấy, hai tờ giấy khai sinh này. SA 8800 Nam Mã này. Bên đây là một con Tuner TX 8800 Nam Mã này. Đấy, các bác cùng tham khảo những con âm ni đẹp xuất sắc luôn. Và em quay ruột gan này, các bác cùng ngắm ruột gan. Đấy, các bác cùng ngắm này, mền vỉ thì bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, còn rất chi là mới nhá. Một cục tăng, hai cục tăng phô. Đấy, hai cục tăng phô và 4 tụ nọc nguồn. Đấy, và chơi cho 8 con sò than này.
8 con sò than nguyên zin nguyên bản các bác nhá. 8 con sò than nguyên zin nguyên bản này, các bác cùng ngắm này, sắt phi 7 màu. Còn rất chi là đẹp luôn. Đấy, khung máy sờn máy còn rất đẹp ạ. Ruột gan thì bao zin bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, em tả rất kỹ và quay chi tiết cho các bác này. Đấy, tại vì các bác mất tiền mua thì em phải quay chi tiết cho các bác. Đấy, và em quay tiếp tuyến hậu này. Các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Tuyến hậu như này đã đủ đẹp chưa ạ? Tuyến hậu thì đẹp miễn bàn rồi. Các bác cùng ngắm này. Đấy là chưa lau dọn các bác nhá. Đấy, lau dọn vệ sinh đi thì bao cho các bác như mới luôn. Model của nó là Pioneer SA8800 2 la mã này. Điện 100V, công suất là 150W, 150W các bác nhá. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Giới là một con tuner này, TX8800 2 la mã, điện 100V, công suất là 20W ạ. Công suất là 20W. Đấy, cũng tuyến hậu cũng còn rất là đẹp và nắp lưng này các bác cùng ngắm này, cũng còn rất là mới ạ. Và em quay lại này, báo giá cho các bác từng món một nhá. Báo giá cho các bác từng món một. Đầu tiên là một con âm ni này, 8800 SA8800 2 la mã. Hôm nay em để cho các bác một cái mức giá là 5.200.000. Đấy, rất là nhiều bác hỏi là giá nhà em bán đắt. Nói chung là tiền nào phải đấy các bác nhá, tiền nào phải đấy. Đấy, nó có đắt thì nó phải đẹp. Đấy, mà các bác mua những cái dòng 4 triệu mấy cũng có và 4 triệu 2 nhà em cũng có. Đấy, nói chung là các bác tham khảo, nên tham khảo những con âm ni tầm tiền tuy cao nhưng mà dám khẳng định với các bác là bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy. Và giới là một con tuner, model của nó là TX8800 2 la mã. Đấy, là em bán cho các bác là 1.200.000, 1.200.000 cho con tuner này. Và trên là con 8800 2 la mã và em sẽ để cho các bác một cái mức giá là 5.200.000. Đấy. Các bác xem và tham khảo. Các bác lấy cả bộ như thế này thì em sẽ giảm giá cho các bác một chút xíu. Lúc ý thì các bác sẽ liên hệ với em và đôi bên cùng tham khảo ạ. Và tiếp tục này là những con SA7600 này. SA7600 mặt mũi thì cũng bao đẹp cho các bác luôn này. Đấy, các bác cùng ngắm này. Một, không có một tí nào gọi là nông mèo nhá. Không có một tí nông mèo nào luôn. Góc cạnh thì miễn bàn. Đây là những cái vết dạ ấy đấy các bác nhá. Không có ảnh hưởng gì, bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đánh cho AB và đánh cho cả A và B. Có tính năng lau nớt chỉ trên máy này. Các bác cùng ngắm này, mặt mũi thì bao cho các bác là đẹp nguyên zin nguyên bản luôn. Đẹp 100%, không có một vết chảy xước. Và những cái nắp lưng này các bác cùng ngắm này, tuyến sơn này thì đẹp miễn bàn rồi. Đẹp miễn bàn luôn đấy ạ, đẹp miễn bàn luôn. Và ruột gan ạ, các bác cùng ngắm này. Cái dây cáp bẹ như thế này đã đủ mới chưa ạ? Như này đã gọi là đủ mới chưa ạ? Luật gan thì các bác cùng ngắm này, còn chưa có một tí bụi nào luôn. Đấy, chưa có một tí bụi nào. Đánh cho 4 con sò than nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Tản nhiệt xương nhôm đúc này, nhìn giống, rất là giống 7800 nhá các bác nhá. Này, các bác cùng ngắm này, cục tăng phô rất là lớn luôn, hai tụ nọc nguồn. Và em quay tiếp tuyến hậu này, các bác cùng ngắm sắt xi này, cũng còn rất chi là mới luôn. Model của nó là Pioneer SA7600 này. Điện 100V, công suất là 120W, cũng là made in Japan. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm các bác nhé. Và em quay lại này, chi tiết cho các bác và cũng báo luôn giá cho các bác cho con 7600. Một mức giá là 3.800.000, bao đẹp xuất sắc và ruột gan thì bao zin 100%. Tình trạng thì cũng đang hoạt động bình thường ạ. Và tiếp là những con Pioneer, model của nó là AD5A. Đấy, cũng mặt vàng chanh các bác nhá, mặt vàng chanh. Đấy, cũng rất là nhiều bác sưu tầm những con này đây này. Đánh cho AB và đánh cho cả A và B các bác nhá. Có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này. Mặt mũi thì bao đẹp cho các bác luôn, không có một vết chảy xước nào nhá, không có một vết chảy xước. Đây, em quay rất gần cho các bác này. Đấy, còn nguyên tem này. Còn nguyên tem của nhà sản xuất các bác nhá. Và nắp lưng này cũng không có một vết chảy xước nào luôn. Đấy, em dám cam kết là rất là đẹp luôn. Các bác cùng tham khảo. Em đã quay mặt này và bây giờ em quay ruột gan cho các bác này. Một cục nguồn xuyến này, một cục nguồn xuyến rất là lớn luôn, rất là khủng. Hai tụ nọc nguồn này và chơi cho 4 con sò than. 4 con sò than nguyên zin nguyên bản 100% luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này. Đấy, 4 con sò than nguyên zin nguyên bản, cục tăng phô nguồn xuyến này, mên vỉ thì cũng bao đẹp xuất sắc cho các bác. Đấy, các bác cùng ngắm những cái cáp bẹ này là đủ biết là nó còn mới hay không này. Đấy, các bác cùng ngắm này, rất là đẹp luôn. Em quay rất là chi tiết cho các bác nhé. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Các bác cùng ngắm tuyến hậu.
tuyến hậu còn như mới luôn nhé các bác nhá, tuyến hậu còn như mới luôn. Model của nó là Pioneer AD5A. Điện 100V, điện 100V công suất là 160W các bác nhá, công suất là 160W công suất tiêu thụ đấy ạ. Đánh cho AB đến biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 32 ohm các bác nhá. Các bác cùng tham khảo những con âm ni tầm tiền bình dân mà chất âm thì cũng cực kỳ là hay, đặc biệt là các bác đánh cho những dòng cây cột của những cái dòng Âu rất là hay luôn đấy ạ. Cho ra chất âm thì cực kỳ là nực và rất là hay luôn. Và em hôm nay cũng chia sẻ cho các bác một cái mức giá cho con Pioneer AD5A, một mức giá là 3.500.000. Bao đẹp xuất sắc và ruột gan thì bao zin 100%. Đấy, tình trạng thì cũng đang hoạt động bình thường. Các bác xem và tham khảo ạ. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ ngay cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi, trực Ninh Nam Định. Một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và xem video của em cũng cho em Tùng nút like, nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em ạ. Và tiếp tục là những con Pioneer, model của nó là SX3.5, Receiver đấy ạ, những con Receiver SX3.5. Rất là nhiều bác hỏi em này, rất là nhiều bác hỏi em đấy. Hôm nay nhà em bắt đầu lại cập bến được những con Pioneer SX3.5 này. Bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, tình trạng thì cũng bao zin và cũng đang hoạt động bình thường. Tất cả đèn đóm đầy đủ, nắp lưng thì cũng bao đẹp cho các bác luôn. Đây là chưa có lau dọn gì, vệ sinh gì. Đấy, cũng đánh cho AB và đánh cho cả A và B các bác nhá. Các bác cũng ngắm này, cũng có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này. Mặt mũi thì FM đánh cho 90, còn AM đánh đến 1600 các bác nhá. Vẫn như thường xuyên thôi. Và các bác cũng ngắm này, luật gan thì cũng chưa có vệ sinh gì, nhưng mà cũng đang hoạt động bình thường. Bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Những con này là con suất âm tụ các bác nhá. Những dòng suất âm tụ thì bao cho các bác là rất là hay luôn. Và chơi cho 4 con sò than nguyên zin nguyên bản các bác nhá. 4 con sò than nguyên zin nguyên bản, cục tăng phô rất là lớn này, nằm ở phía bên hông này. Hai tụ nọc nguồn các bác cũng ngắm này. Bên vỉ thì cũng còn rất là đẹp luôn. Đấy, chỉ có bụi thôi. Em vệ sinh đi một chút là cũng đẹp như mới để giao đến tay cho các bác luôn. Đấy. Và em quay tiếp tuyến hậu này, các bác cũng ngắm tuyến hậu này, cũng còn rất là đẹp. Đấy. Còn chỉ có bụi thôi, em chưa có lau dọn gì, nhưng mà cũng lau qua đi thì cũng bao đẹp xuất sắc cho các bác ạ. Các bác cùng ngắm này, màu đen của nó là Pioneer SX3.5, điện 100V, công suất là 75W. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Đấy, các bác cùng tham khảo những con âm ni Receiver của Pioneer này. Mặt mũi bao đẹp, sexy thì bao như mới luôn. Đấy. Tình trạng ruột gan thì bao zin 100%, chất âm cực kỳ hay. Và hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác một mức giá cho con Pioneer Receiver SX3.5 các bác nhá. SX3.5, mặt mũi bao đẹp. Đấy, mặt mũi bao đẹp xuất sắc nhá. Không một vết chảy xước. Là một mức giá 3.800.000. 3.800.000. Đấy, các bác xem và tham khảo những con âm ni tầm tiền bình dân mà chất âm thì cũng cực kỳ là hay rồi. Và tiếp tục là những con Pioneer 7800 2 la mã các bác nhá. 7800 2 la mã này. Các bác cùng ngắm ạ. Như này đã gọi là mới chưa ạ? Các bác cùng ngắm này. Em quay rất gần cho các bác luôn. Như này đã gọi là mới chưa ạ? 7800 2 la mã này. Còn rất là mới luôn đấy ạ. Các bác cùng ngắm ạ. Góc cạnh em quay rất gần và chậm rãi cho các bác tham khảo này. Những con 7800 đẹp xuất sắc luôn. Đánh cho AB và đánh cho cả A và B. Có tính năng lau nớt chỉnh trên máy bằng cần gạt này. Có hai cái đồng hồ vu rất là lớn. Các bác cùng tham khảo. Mặt mũi bao đẹp, tất cả bao zin 100%, không một vết chảy xước dù chỉ nông mèo các bác nhá. Nắp nưng này, các bác cùng ngắm cái nắp nưng này. Lớp sơn còn rất là mới luôn. Đấy, em chưa có lau dọn gì nhưng mà dám cam kết với các bác là bao mới xuất sắc luôn. Và em quay ruột gan này. Các bác cùng ngắm ruột gan này. Như này đã đủ đẹp chưa ạ? Các bác cùng ngắm những cái cáp bẹ này. Còn rất chi là mới nhá, còn rất chi là mới này. Tản nhiệt xương cá này. Còn rất chi là mới ạ. Và chơi cho 4 con sò than 2 vít các bác nhá. Rất là lớn luôn. Và cục tăng phô 2 tụ nọc nguồn này. Các bác cùng ngắm này, một cục tăng phô 2 tụ nọc nguồn. Sassy còn rất là đẹp, miễn bàn rồi ạ. Những con 7800 này thì miễn bàn. Các bác cùng ngắm tuyến hậu này. Model của nó là Pioneer SA 7800 2 la mã. Điện 100V, công suất là 155W nhá. Công suất tiêu thụ là 155W, cũng là made in Japan. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm các bác nhá. Các bác cùng tham khảo này. Số series còn như này đây, các bác cùng ngắm này. Các bác có chốt thì đấy còn nhớ số series. Các bác cùng ngắm này, những cái cục tăng phô còn rất là mới luôn. Bao mới 100% cho các bác luôn này. Đấy, em dám cam kết với các bác là như thế ạ.
và em quay lại này và báo giá cho các bác con Pioneer SA 7800 2 Nam Mã. Đấy, một mức giá là 9 triệu. Đấy, em dám khẳng định với các bác là những con 7800 2 Nam Mã này shop em đang rẻ so với thị trường tầm 1 triệu. Đấy, tầm gần 1 triệu các bác nhá. Tầm gần 1 triệu, cho nên là các bác nên tham khảo những con Omni như thế này. Đấy. Em dám cam kết là bao đẹp xuất sắc và ruột gan bao zin 100% và tình trạng thì cũng đang hoạt động bình thường. Đấy, đèn đóm đầy đủ các bác nhá. Và tiếp tục là những con 8800X các bác nhá. Rất là nhiều bác hỏi này, rất là nhiều bác hỏi 8800X, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, mặt thì nhôm phay xước các bác nhá, mặt nhôm phay xước này, còn rất là bóng luôn. Không một vết chảy xước này, không có một vết chảy xước nào luôn. Đánh cho AB và đánh cho cả A và B. Có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này, các bác cùng tham khảo này. Mặt mũi thì bao đẹp, ruột gan thì cũng bao zin luôn. Đấy, tất cả các bác cùng ngắm này, 8800X. Mặt mũi còn rất là đẹp luôn, đẹp miễn bàn luôn đấy ạ. Và những cái nắp nưng, em quay những cái nắp nưng này, các bác cùng ngắm những cái nắp nưng. Còn rất chi là mới các bác nhá. Đây là cái lớp sơn của nó như thế đấy các bác nhá, chứ không phải là han đâu. Đấy, các bác cùng ngắm này. Còn rất là đẹp luôn. Đấy, còn rất là đẹp ạ. Và em quay ruột gan này. Ruột gan cho các bác này. Các bác cùng ngắm ruột gan này, men vỉ còn xanh mướt luôn. Đấy, chưa một vết hàn. Đấy. Các bác cùng ngắm này, cục tăng phô rất là lớn, tản nhiệt xương cá này. Còn rất chi là mới, bốn cục tăng phô, bốn tụ nọc nguồn. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Và chơi cho bốn con sò than nằm ở dưới các bác nhá. Các bác chờ em một chút. Đấy, các bác chờ em một chút để em tham khảo. Sò đây ạ, bốn con sò than 2 vít các bác nhá. Bốn con sò than 2 vít này nằm ở giới, men vỉ giới thì còn bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Kể cả những cái tuyến ở giới, kể cả những cái tuyến đít của âm ni cũng bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, men vỉ em quay rồi này. Và quay lại và em quay tiếp tuyến hậu này để thông báo cho các bác này. Model của nó là Pioneer SA A8800X này, 8800X. Điện 100V, công suất tiêu thụ là 180W các bác nhá. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B từ 8 ohm đến 16 ohm này. Các bác cùng ngắm ạ, những cái tuyến hậu của Omni này còn như mới luôn nhá. Các bác cùng ngắm này, còn như mới luôn. Đấy. Và em quay lại này. Các bác cùng ngắm này. Rất là đẹp luôn, rất là đẹp. Và em quay lại báo giá cho các bác con con A 8800X, 8800X. Một mức giá là 4.200.000 cho con 8800X các bác nhá. Bao đẹp xuất sắc và hoạt động bình thường. Đấy, ruột gan bao zin 100% luôn. Và tiếp tục là những con 8900 này, các bác cùng ngắm này. Model của nó là SA 8900 2 Nam Mã. Đấy, cũng cái nắp nưng này các bác cùng ngắm này. Hôm nay em quay tất cho các bác luôn từ những cái nắp nưng. Đấy, còn rất là đẹp nhá các bác nhá. Model của nó là 8900 2 Nam Mã này. Đánh cho AB và đánh cho cả A và B nhá. Cũng có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này. Mặt mũi thì bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này. Nhìn qua camera thôi đã cảm thấy những con Omni nó rất là đẹp rồi. Đấy, các bác nhận hàng thì cũng đến giật mình luôn. Đấy, tại sao những con Omni này nó lại đẹp như thế. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Và em quay ruột gan này, chơi cho hai nguồn riêng biệt các bác nhá, hai nguồn riêng biệt và bốn cục tụ này, bốn cục tụ. Đấy, rất là lớn luôn. Hai cục tăng phô, bốn tụ nọc nguồn này. Và chơi cho 8 con sò than nguyên zin nguyên bản các bác nhá. 8 con sò than nguyên zin nguyên bản này. Men vỉ thì cũng bao đẹp cho các bác luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này. Sắt xi còn rất là mới nhá. Đấy, sắt xi còn rất là mới luôn. Chưa có một vết rôm rỉ. Các bác cùng ngắm này, những con Omni này thì tình trạng như thế này quá là xuất sắc rồi ạ. Tình trạng như thế này quá là xuất sắc rồi. Cũng đang hoạt động rất là bình thường, chất âm cực kỳ hay. Đấy, em đã test và hoạt động bình thường. Các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Tuyến hậu còn rất là đẹp nha các bác nhá. Đấy, tuyến hậu còn rất là đẹp. Những cái chân loa này các bác cùng ngắm này còn rất chi là mới luôn. Model của nó là Pioneer SA 8900 2 Nam Mã. Điện 100V, công suất là 200W các bác nhá, công suất 200W này. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm các bác nhá. Các bác xem và tham khảo những con Omni tầm tiền bình dân mà chất âm cũng cực kỳ là hay cho con 8900 2 Nam Mã. Đấy, hai nguồn riêng biệt và bốn tụ nọc nguồn này. Và chơi cho 8 con sò than nguyên zin nguyên bản và công suất là đến 200W. Và mặt mũi thì cũng bao đẹp xuất sắc luôn. Ruột gan bao zin 100%. Và hôm nay em để cho bác một cái mức giá là 6.500.000. Đấy, 6.500.000.
Em dám cam kết với các bác là rẻ nhất thị trường, rẻ nhất Vịnh Bắc Bộ luôn. Những con Omni 8.900, tất cả hàng nhà em đều rẻ so với thị trường, từ 500 cho đến 1 triệu nhá. Em dám cam kết với các bác là như thế. Và tiếp tục là những con Pioneer SA 8.900, 8.900 trơn các bác nhá, 8.900 này. Mặt mũi thì cũng bao đẹp và nắp nâng thì cũng bao mới 100% cho các bác luôn này. Các bác cùng ngắm ạ. Còn rất chi là mới nhá, còn rất chi là mới luôn. Đấy. Và em quay mặt này. Mặt mũi này thì cũng xuất sắc luôn đấy ạ. Mặt mũi thì cũng xuất sắc luôn, cũng đánh cho AB và đánh cho cả A và B các bác nhá. Cũng có tính năng nâu nớt này. Tất cả những nút phím còn rất là đẹp. Đấy, nút mạ chrome ở giữa cũng còn rất là mới luôn này các bác này. Còn rất là mới luôn. Đấy. Các bác cùng tham khảo này. Mặt mũi bao đẹp xuất sắc và ruột gan. Em quay ruột gan cho các bác này. Ruột gan thì cũng đẹp miễn bàn rồi. Đấy, rất chi tiết cho các bác luôn. Sắt xi thì các bác cùng ngắm này, sắt xi hông còn rất là mới luôn này. Chơi cho 4 con 8 con sò sắt các bác nhá. 8 con sò sắt nguyên zin nguyên bản 100%. Đấy, những con sò sắt này chất âm cực kỳ hay rồi. Và một cục tăng phô này, hai tụ nọc nguồn, các bác cùng tham khảo. Tầm tiền thì cũng rất là bình dân thôi. Đấy, các bác cùng ngắm tuyến hậu này. Tuyến hậu như này đã đủ đẹp chưa ạ? Chơi cho 8 con sò sắt. Model của nó là Pioneer SA 8900, điện 100V, công suất 140W các bác nhá. 140W đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm các bác nhá. Đấy, các bác cùng tham khảo này, những con Omni tầm tiền bình dân, chất âm cực kỳ hay này. Ruột gan thì bao cho các bác như mới luôn. Mặt mũi thì cũng bao cho các bác không một vết chảy xước. Và hôm nay em cũng chia sẻ cho các bác một cái mức giá cho con 8.900. Đấy. Hoạt động bình thường, ruột gan zin 100%. Mặt mũi bao đẹp cho các bác luôn. Một mức giá là 5.200.000. 5.200.000 các bác xem và tham khảo ạ. Những con Omni chất âm cực kỳ là hay đấy ạ. Và cuối cùng này, em xin giới thiệu qua với các bác một con Omni đến từ nhà Sansui nhé các bác nhá. Đến từ hãng Sansui này. Chất âm thì những con này thì miễn bàn rồi. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Chất âm những con này thì miễn bàn rồi. Model của nó là Sansui 8080DB. Đấy. Cũng đánh cho AB và đánh cho ABC và đánh cho AB riêng biệt và đánh cho AC riêng biệt các bác nhá. Đấy, mặt mũi thì cũng bao đẹp, những con receiver kèm receiver này các bác cùng ngắm này. Như thế này đã gọi là đủ đẹp chưa ạ? Đấy, em mới quay nướt qua một lượt và cũng có hai cái đồng hồ vu vảy cho rep và rai của Omni này và cũng có hai cái đồng hồ cho FM và AM. Đấy. Các bác cùng tham khảo và Omni thì cũng có tính năng nâu nớt chỉnh trên máy này. Các bác cùng ngắm ạ và chiêm ngưỡng những con Sansui của 8080DB. Đấy, mặt gương rất là đẹp. Không một vết chảy xước các bác nhá, không có một vết chảy xước này. Đấy, em ngồi đây mà có thể soi gương được nhìn thấy em này. Đấy, như biết như thế là nó đã đủ mới rồi, đủ đẹp rồi. Đấy, em quay rất chi tiết cho các bác luôn. Và em tiếp em quay tuyến hậu này. Những cái hồi gỗ này các bác cùng ngắm này, những cái hồi gỗ này. Còn nguyên zin nguyên bản 100% luôn. Đấy, không có bị bể nở sứt sẹo gì. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Đấy, các bác cùng ngắm tuyến hậu này, còn nguyên túi bóng bọc nhá. Đấy, còn nguyên túi bóng bọc này. Đấy, các bác cùng ngắm này, em chỉ bóc sơ qua thôi để giới thiệu các bác này. Model của nó là Sansui này, 8080DB. Điện 100V, công suất là 265W các bác nhá, công suất là 265W. Made in Japan này. Đánh cho AB riêng biệt là từ 8 đến 16 ohm. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Đấy ạ. Rất là đẹp ạ, những con Omni bao đẹp xuất sắc. Các bác cùng ngắm ạ. Và em quay lại này và báo giá cho các bác con Omni Sansui 8080DB. Một mức giá là 35 triệu. Em dám cam kết với các bác là đang rẻ so với thị trường tầm 2 đến 3 triệu luôn cho những con 8080DB này. Đấy. Các bác yêu thích thì cứ liên hệ đến với em. Có đầy đủ các từ bình dân cho đến cao cấp các bác nhá. Đấy, những con này thì gọi là cũng là cao cấp rồi. 8080DB của Sansui cũng gọi là cao cấp rồi. Một mức giá là 35 triệu. Bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Ruột gan thì bao zin 100%. Đấy, và cũng đang hoạt động bình thường. Em đã test qua và hoạt động bình thường. Chất âm cực kỳ là hay luôn đấy ạ. Các bác xem và tham khảo ạ. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ ngay cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và xem video của em cũng cho em Tùng nút like, nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em.
Và đến đây em cũng xin tạm dừng video. Hẹn các bác vào những video tiếp theo. Em xin chào các bác ạ.